ahead for the guided meditation on how to transform these belief systems. Các bạn yêu quý, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài thiền làm sao để chúng ta có thể chuyển hóa được những cái niềm tin cho tâm thức thịnh vượng của mình. Before we move ahead, I just want to share about one more belief system. Money is anti-spiritual. Nhưng trước khi chúng ta đi vào bài thiền thì tôi muốn chia sẻ thêm một cái niềm tin mà rất nhiều người đã suy nghĩ, đó là tâm linh thì tiền là có tiền là không phải là tâm linh. Because many spiritual seekers, they think that you have to be poor if you have to progress in the spiritual path. Bởi vì có rất là nhiều người khi họ đi vào con đường tâm linh thì họ có một cái suy nghĩ, đó là tôi phải nghèo thì tôi mới trở thành người tâm linh được. So money can make you fall back. Money can just make you go down in the spiritual path. Và như vậy thì nếu như tôi có tiền thì tiền sẽ làm cho tôi không trở thành con người tâm linh được như tôi mong muốn. And some religions also teach us that money is sin. Và cũng có rất nhiều tôn giáo đã dạy cho chúng ta, đó là có tiền là tội lỗi. So sometimes we carry so strongly this belief system and we want to progress in the spiritual path, we want to enlighten, we want to get enlightened, and we feel that money is an obstacle. Và chính vì vậy mà có rất là nhiều người chúng ta muốn đi vào con đường tâm linh, muốn được khai sáng, được giác ngộ. Và chính vì vậy mà chúng ta nghĩ là chúng ta không được có tiền, bởi vì tiền sẽ làm cho chúng ta bị cản trở trên cái hành trình tâm linh này. I'll share a case study about a lady who was a healer. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện về một người phụ nữ là một nhà chữa lành. In this lifetime. Trong kiếp sống này. And she has a problem. Và cô ta có một vấn đề. She heals people, she does everything to people, and she's suffering so much in her life. She is really so poor. Tức là cô ta là một người chữa lành và trị liệu cho rất là nhiều người, chữa lành cho rất nhiều người, nhưng mà cô ta lại có một vấn đề là cô ta rất nghèo. She wants to help people. Cô ta mong muốn giúp được nhiều người. At the same time, she also has some needs in her life. She has to take care of her family. She has to feed her family. But she can't ask for money. Dĩ nhiên là cô ta muốn giúp những người khác xung quanh, nhưng cô ta cũng có nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, cần phải chăm lo cho gia đình của mình, cho bản thân của mình. Và vì vậy mà cô ta không thể nào mà gọi là mở miệng để mà yêu cầu người khác đưa tiền cho mình được. Even if people offer her money, she'll say, no, I will not touch money. Và kể cả khi người ta muốn đưa tiền cho cô ta, thì cái nhà chữa lành này cũng nói là không, tôi không nhận đâu. Without asking, even if someone is helping her, even if someone is offering her something, she denies that. Và khi mà ai đó họ muốn tặng cho cô ta hay là muốn trao cho cô ta, cho cô ta một cái món đồ gì đó, thì cô ta luôn từ chối. Because of that, she's suffering in her life. She's not able to take care of the family. She's not able to feed her family. Inside, she needs money. But when it comes to receiving, she says, no, I can't. Và chính vì vậy mà cô ta không có khả năng để mà chăm lo cho bản thân cũng như cho gia đình của mình. Mặc dù là trong lòng thì rất muốn, nhưng mà bên ngoài thì lúc nào cũng từ chối tiền. So when she went back to a past life to understand the root cause, Và trong một quy trình trị liệu thì cô ta đi về tiền kiếp để tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. She realized that she was a religious person in that lifetime, a male. Và cô ta nhận ra là trong cái tiền kiếp của mình thì có một kiếp sống cô ta là một người rất là sùng đạo, là một người đàn ông. He used to take advantage of people, whoever used to come to him, and he used to misuse them. Và cái người đàn ông này trong tiền kiếp thì là một người tức là đối xử rất là tệ với mọi người xung quanh. He used to demand money, he used to abuse women, so many different things. He misused completely his powers. Và người đàn ông này là một người có quyền lực
và đã lạm dụng quyền lực của mình và đối xử rất tệ với mọi người xung quanh, như là những người phụ nữ hoặc những người xung quanh của ông ấy. At the end of the lifetime, he realized what he has done and he thought, it's just because of money I have fallen in the spiritual path. Và người đàn ông này tức là một cái người có tôn giáo, và ở cuối đời thì khi mà ông chuẩn bị qua đời thì ông suy nghĩ là bởi vì vì tiền mà mình đã không có đi được đúng cái con đường tâm linh một cách đúng đắn. So he formed such a strong belief system that because of money he has fallen from the spiritual path. He's deviated from the spiritual path. Người đàn ông này trong quá khứ đã có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, đó là vì tiền cho nên ông đã không đi theo thực hành được theo đạo của ông. So in this lifetime she doesn't want to touch money, if she as if it's a sin, you know, whenever she touches the money she just gives it to somebody. Và cái người đàn ông này thì chính là cái cô gái trong cái kiếp sống này, thì mỗi lần mà đụng vào tiền thì là cảm thấy giống như là rất là sợ, và sợ rất là ghê, cho nên là đẩy tiền đi. She feels that money is very bad, money will make me to fall, if I have to progress in the spiritual path I should not touch money. Và cái người phụ nữ này ở trong kiếp sống này thì suy nghĩ là tiền sẽ làm cho tôi trở thành người xấu xa, tội lỗi, gây ra nhiều cái vấn đề, cho nên vì vậy mỗi lần mà đụng vào tiền thì cô ta lại đẩy tiền đi, bởi vì trong kiếp sống đã từng là một cái người lạm dụng quyền lực như thế. Because of that belief system she's suffering in her life. Và cũng vì cái niềm tin mà từ tiền kiếp thì cô gái này đã ở trong kiếp sống này đã phải chịu đựng rất là nhiều những cái sự khổ cực. Though the universe wants to give her money through people, she's not receiving, she's not accepting. Kể cả khi mà vũ trụ muốn trao đến, gửi đến cho cô ta nhiều tiền bạc vật chất thì cô ta cũng không đón nhận được. So my dear friends, here we need to understand that money is not anti-spiritual, money is as spiritual as meditation. Cho nên các bạn, điều chúng ta cần phải ngộ ra vào ngày hôm nay đó chính là có tiền không có làm cho chúng ta đi vào cái con đường mà không thể tu tập được, mà tiền thì cũng giống như là thiền mà thôi. It's only that person who misused his powers for name, fame, money. Bản chất của tiền không phải là vấn đề, mà chỉ là những người họ sử dụng tiền như thế nào. Họ có thể lạm dụng nó để cho danh dự, danh tiếng, địa vị, hoặc là vì sự giàu có nào đó, mà họ đã lạm dụng tiền mà thôi. His ignorance made him to do something like that. It's not the money. Money is neutral energy. Và cái người đàn ông mà trong tiền kiếp, ví dụ vừa rồi, để cho chúng ta thấy rõ ràng đó là tiền không có vấn đề gì cả, bởi vì tiền bản chất nó chỉ là năng lượng trung tính mà thôi. Nhưng bởi vì cái người đàn ông đó đã lạm dụng quyền lực của mình và thu tóm tiền bạc cũng như đối xử xấu với những người xung quanh, cho nên cái định nghĩa về tiền gắn kết với việc là nếu tôi muốn tu tập thì tôi không được đụng đến tiền. So if money is in the hands of an enlightened master, that master will use it for the good of everyone. Nên nếu như mà chúng ta có tiền và một người khai sáng, được một bậc giác ngộ khai sáng, một bậc thầy họ có tiền trong tay, thì họ sẽ có thể sử dụng tiền đó để làm thêm nhiều điều thiện lành cho mọi người xung quanh. So it is so important not to be in the extremes. Either we reject money or we are obsessed with money. We are always in these two extremes. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để không rơi vào hai cái bẫy của hai thái cực. Một là mình sẽ từ chối tiền, chúng ta không đón nhận được. Còn hai là mình sẽ là trở thành người tham lam tiền. Chúng ta phải cẩn thận để không. But a self-realized master respects money. He will not reject. At the same time, he will not cling to the money. Và một cái người giác ngộ thật sự, họ sẽ hiểu được cái giá trị của tiền thật sự, họ sẽ không có từ chối và họ cũng sẽ không có ôm giữ khư khư giống như là họ bị thiếu hụt. He or she will use it for benefiting the human mankind, the mankind. You know, we can do so many things if we have money. Và một cái người tu tập thật sự đúng nghĩa, đi vào con đường tâm linh, họ sẽ hiểu được khi họ có tiền họ sẽ có thể làm được rất rất nhiều việc để phụng sự cho nhân loại của mình. So for that,
First, we need to work on this belief system so that we can heal our relationship with money. And we reach to that level of understanding that money is as spiritual as anything else. Và đó là cũng là cái cũng là một cái tâm thức, một cái niềm tin mới mà chúng ta cần phải đón nhận được. Đó chính là tiền thì cũng có cái năng lực về tâm linh và cũng thiêng liêng giống như những việc khác mà thôi. Yes, such people are not affected whether they have something or not, but they are abundant from inside. Những cái người mà họ thực sự có cái tâm thức thịnh vượng từ bên trong, họ sẽ không có bị ảnh hưởng bởi bên ngoài là họ có nhiều hay là không có. So friends, this is so important. We need to understand money is just neutral energy. Cho nên các bạn một lần nữa, điều này rất quan trọng, các bạn cần phải hiểu đó là tiền chỉ là năng lượng trung tính mà thôi. When we pay money with so much of love and respect, universe will give us more. Khi chúng ta trao đi, chúng ta cho đi, chúng ta chia sẻ tiền của mình với một sự tôn kính và tôn trọng thật sự thì vũ trụ sẽ trao lại cho chúng ta nhiều hơn nữa. That's why we call it currency. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta dùng cái từ là dòng chảy. Tiền tiếng Anh có chữ currency là chữ dòng chảy ạ. Currency means current, always it should flow. Yeah. Thì currency trong cái từ tiền tệ của tiếng Anh nó có nghĩa là một cái dòng chảy luôn luôn phải khơi thông và được chảy. What happens if you stop a river? Và các bạn nghĩ nếu như chúng ta muốn dừng một cái dòng sông đang chảy thì sẽ chuyện gì sẽ xảy ra? The water gets stagnated and it stinks. Nếu mà chúng ta muốn ngăn cái dòng chảy của một cái con sông nào đó thì chúng ta sẽ thấy là nước từ đó nó sẽ bị ứ động lại và nó sẽ có bốc mùi. In the same way when we hold the money, it will just leave us somehow. It is of no use to anybody. Cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta có tiền và chúng ta cứ khư khư giữ tiền vào người của mình mà không chia sẻ thì nó sẽ bằng cách này hoặc bằng cách kia cũng sẽ rời khỏi chúng ta mà thôi. That's why in India we have this goddess, her name is Lakshmi. Và chính vì vậy ở Ấn Độ thì có nữ thần Lakshmi. She is goddess of abundance. Đó chính là nữ thần của sự thịnh vượng. And in India we teach children that every girl child is like a goddess Lakshmi. Và ở Ấn Độ thì chúng tôi dạy tất cả những mọi người sẽ xem những bé gái là nữ thần Lakshmi. If you don't respect your wife is also goddess Lakshmi. Và mọi người cần phải tôn trọng vợ của mình bởi vì vợ của mình là cũng là nữ thần Lakshmi. So if you don't respect your wife, if you make your wife cry, goddess of abundance will leave from the house. Nếu như mà mình làm cho vợ của mình khóc, mình làm cho vợ mình buồn lòng thì nữ thần Lakshmi trong gia đình của chúng ta cũng sẽ rời khỏi. So when a woman is respected, she's goddess of abundance is so happy. Nên một người phụ nữ khi họ được tôn trọng thì nữ thần Lakshmi cũng giống như được tỏa sáng và hạnh phúc, vui vẻ. It's a beautiful message not only to India. This wisdom is applicable to the entire world. Và cái suy nghĩ này là một cái suy nghĩ rất là tuyệt vời, không phải chỉ áp dụng ở Ấn Độ mà thôi mà là cho cả thế giới của chúng ta đó. Every woman needs to be respected, every woman needs to be honored. Mỗi người phụ nữ đều cần phải được tôn trọng và mỗi người phụ nữ cần được vinh danh vì sự hiện diện của họ. Then only abundance stays in a house, then only abundance, the goddess of abundance enters the house. Chỉ khi người phụ nữ được tôn trọng ở trong gia đình của chúng ta thì lúc đó nữ thần thịnh vượng mới trụ lại trong gia đình của chúng ta. When a woman is respected, when she is given love, she also respects men. Và khi mà người phụ nữ được tôn trọng thì họ cũng sẽ tôn trọng người đàn ông của gia đình họ. Then only a family can experience harmony and happiness. Và lúc đó thì cả gia đình cũng sẽ cảm nhận được sự hòa hợp, yêu thương nhau. So let us give a big round of applause.
to all the women. Và chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để vinh danh những người phụ nữ, những nữ thần Lakshmi trong gia đình của chúng ta được không ạ? So that goddess of abundance lives in every house. Để nữ thần thịnh vượng sẽ có thể tỏa sáng trong mỗi gia đình. And then both men and women can live happily in this world. Để những người đàn ông và những người phụ nữ có thể cùng hòa hợp với nhau trên thế giới này. Goddess Lakshmi is not only the goddess of abundance of wealth, she is also the goddess of abundance of health, abundance of happiness, abundance of food, abundance of courage, abundance of enlightenment, wisdom. Và nữ thần Lakshmi thì không phải chỉ là nữ thần thịnh vượng về vật chất mà cả thịnh vượng về sức khỏe, về thức ăn, về tinh thần, về tình yêu thương, sự hòa hợp. So we need abundance in all these aspects of our life. Và chúng ta cần sự thịnh vượng trong tất cả các khía cạnh này trong cuộc sống. So before we attract such abundance into our life, my dear friends, it is important to reframe, transform our belief systems which are not serving us in our life. Và trước khi chúng ta có thể thu hút tất cả những sự thịnh vượng ở mọi khía cạnh và cuộc sống thì chúng ta cần phải dành thời gian để chuyển hóa những niềm tin đang được ghi dấu mà đang giới hạn chúng ta trong tâm thức của mình. So now we'll move ahead to the meditation. And before we move ahead to the meditation, you all can say, yes, I want abundance in my life. Và bây giờ trước khi chúng ta bước vào cái bài thiền của mình, thì tôi muốn các bạn hãy nói thật sự cam kết, khẳng định với mình là tôi muốn có sự thịnh vượng. Yes, tôi muốn có sự thịnh vượng trong cuộc sống của tôi. You can raise your hand so that you can show your willingness that yes, I am willing. Và chúng ta hãy giơ tay của mình lên để mà mình cho cô nhìn thấy được sự sẵn sàng của mình. Tôi sẵn sàng, tôi cam kết để có được sự thịnh vượng trong cuộc sống của tôi, được không ạ? Yes, that's how you are going to show yes. willingness to the universe so that the universe can bless you. Yes. Và đây là cách để chúng ta khẳng định yes, chúng ta khẳng định với vũ trụ, chúng ta cho vũ trụ biết là tôi đã sẵn sàng và tôi mong muốn có cuộc sống thịnh vượng, và như vậy vũ trụ sẽ lắng nghe và sẽ hợp lực với chúng ta. Wow, with this beautiful energy, now let us move ahead with the meditation. Và với năng lượng tuyệt vời này, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài thiền của mình. Give yourself permission to connect to the deeper layers. Và trước khi chúng ta bước vào thì hãy cho phép mình được đi sâu vào trong trải nghiệm này để chúng ta có thể hiểu thêm những cái thông điệp từ sâu thẳm. To understand the roots, whether they are coming from childhood or a past life, it doesn't matter. Wherever the roots are, be willing to look at it, to understand it, to transform it. Thì kể cả gốc nguyên nhân gốc rễ đang là ở đâu, ở thời thơ ấu của mình, hay kể cả trong tiền kiếp, hay bất kể ở đâu cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta cho phép mình đi vào những trải nghiệm này để hiểu được vấn đề của nguyên nhân gốc rễ, những gì mà chúng ta đang trải qua. Okay, my dear friends, make yourself comfortable. Và các bạn yêu quý, bây giờ mời các bạn hãy chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái. And Hà Thúy, you can play some nice music. Và mời ban tổ chức yes. hãy yes. Nhạc mềm dùm cho cô. Vâng, ban tổ chức mời cho cô một bản nhạc cốt phát ạ. Yes. Yes, and the sound yes. can be little lower so that it will not mask the voice. Yeah, và cô nói là bên ban tổ chức chúng ta điều chỉnh âm thanh của nhạc nó vừa đủ để không có bị át tiếng của cô dẫn à. Yeah. Yes. Yeah. Dr. Lakshmi, we can check first when we open the music. Sure, sure. Thank you. Thank you, Hadri. Yes. Vâng, ban tổ chức mở nhạc để chúng ta có thể kiểm tra âm lượng và tốc độ ạ. Dear Dr. Lakshmi, that is yeah. okay. Little lower. Cô nói là mình bật nhỏ xuống chút xíu nữa được không? Chút xíu thôi. Yes.
Vâng, ban tổ chức mở chỉnh âm nhạc xuống một lớp nữa ạ. Vâng. That's perfect. À, bây giờ là yes. Bây giờ là okay yeah. rồi. Okay. Biết ơn ban kỹ thuật. Yes, we can start. Dr. Yeah. Lakshmi. Yes. So my dear friends, các bạn yêu quý, make yourself comfortable. Hãy cho phép mình được ngồi một thật thoải mái. Make yourself at ease. Hãy cho phép mình đi vào trạng thái thư giãn thả lỏng. Close your eyes. Bạn ơi, bạn hãy nhắm mắt lại. Breathe in. Hãy hít vào. And breathe out. Và thở ra. Take a deep breath. Hãy cho phép mình hít một hơi thở thật sâu vào. And just exhale all the stress, all the tensions. Và hãy thở ra hết tất cả những căng thẳng, lo lắng. With each breath, allow yourself to completely relax. Với mỗi hơi thở, hãy cho phép mình hoàn toàn thư giãn. Breathe in and breathe out. Hít vào và thở ra. With each breath, allow yourself to relax. Với mỗi hơi thở, hãy tiếp tục thả lỏng và thư giãn. Allow yourself to go deeper and deeper and deeper. Hãy cho phép mình đi thật sâu vào và sâu vào và sâu nữa vào. Allow yourself to connect to the deepermost layers where you can look at the root cause for this limiting belief system. Hãy cho phép mình đi vào tầng sâu nhất để có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những niềm tin đang giới hạn bản thân. Give yourself the permission to connect to the root cause. Hãy cho phép mình được kết nối với nguyên nhân gốc rễ nào. Now in this deep state of relaxation. Và trong trạng thái thư giãn thật sâu này. Visualize yourself. Feel yourself. Imagine yourself standing on a mountain top. Hãy hình dung, nhìn thấy bản thân mình đang đứng trên một ngọn núi. Visualize yourself standing on this mountain top, overlooking a beautiful valley. Và hãy cho phép mình nhìn thấy bản thân mình đang ở trên một đỉnh núi và nhìn xuống đang chiêm ngưỡng một thung lũng tuyệt vời. In these higher states of consciousness, you have access to all that past memories. Và ở trong trạng thái tâm thức này, bạn có khả năng truy cập vào tất cả những niềm ký ức trong quá khứ của bạn. Whether it is this present lifetime's childhood or a past life, in this state, you can access all that information, the root cause for your limiting belief system. Dù cho ký ức này thuộc về quá khứ, khi bạn còn nhỏ hay thuộc về tiền kiếp của bạn, bạn hoàn toàn có khả năng truy cập vào tất cả những thông tin này để hiểu rõ được nguyên nhân gốc rễ của những niềm tin giới hạn đang sống trong bạn. And in this state of awareness
all the masters, all the guides are helping you in this process. Và trong trạng thái tâm thức này, tất cả những vị thầy tâm linh, những vị dẫn đường thiêng liêng đang ở đây để hỗ trợ cho bạn. Now allow yourself to walk down into the valley from that mountain top. You'll find some steps and just climbing down that mountain, walking down those steps, you'll be able to reach to that valley deep down very easily, very spontaneously. Và trong trạng thái này, bạn có thể tìm được đường để đi xuống từ đỉnh núi. Có những bậc thang sẽ dẫn lối cho bạn đi xuống thung lũng này một cách thuận lợi. I'm going to count 5 to 1. In this counting process, very easily, very spontaneously, you'll be climbing down those steps and you'll be stepping into that valley by the count of 1, and you'll be connecting to the root cause for your limiting belief system, the root cause for your belief system. Và tôi sẽ đếm ngược từ 5 xuống đến 1. Và khi tôi đếm đến 1, các bạn sẽ đi từng bước và bạn sẽ đi xuống những bậc thang này một cách tự nhiên, một cách ngẫu hứng nhất. Và khi bạn bước xuống tới 1, bạn sẽ chạm vào một miền ký ức. Ở nơi đó bạn có thể nhận ra được nguyên nhân gốc rễ cho những niềm tin giới hạn đang sống trong bạn. 5 4 4. Very easily, very spontaneously, you're going down, you're going down, you're going deeper. Bạn đang đi xuống, đang đi sâu xuống một cách dễ dàng, một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. 3 2 2. By the count of 1, you'll be stepping into that valley and you'll be stepping into that memory of your childhood or a past life, from wherever this is originating, this limiting belief system has originated. Và khi bạn nghe đến âm thanh 1, bạn sẽ bước vào, nó có thể là một ký ức trong quá khứ, tuổi thơ của bạn hoặc trong tiền kiếp của bạn. Nơi đó chính là nơi bạn có thể nhận ra nguyên nhân gốc rễ cho những niềm tin giới hạn trong tâm thức của mình. You'll be able to relive, re-experience those memories, those moments, as if it's happening now. Bạn sẽ có thể sống lại trong những tình huống đó, trong những ký ức đó, giống như là nó đang hiện diện ra ngay trước mặt bạn bây giờ. Maybe it's your childhood, maybe it's a past life, it doesn't matter. Allow yourself to relive, re-experience those moments. Những ký ức đó có thể là tuổi thơ của bạn khi bạn còn nhỏ, hoặc là xảy ra trong tiền kiếp của bạn. Tất cả đều không quan trọng, hãy cho phép mình được truy cập. Give yourself the permission to relive, to re-experience those moments. Hãy cho phép mình được sống lại trong những tình huống hoàn cảnh đó, được sống lại trải nghiệm đó một lần. By the count of 1, you'll be reliving, re-experiencing those moments. You'll be connecting to the root cause for this limiting belief system, which has created this powertized life, powertized thinking lack in your life. Khi bạn nghe đến tiếng đếm 1, bạn sẽ bước vào trong ký ức đó. Bạn sẽ trải nghiệm lại tất cả những ký ức đó trong kiếp sống này hoặc trong tiền kiếp, nơi mà bạn sẽ cảm nhận được nguyên nhân gốc rễ của những niềm tin hạn chế trong tâm thức của chính mình. 1. Và bây giờ 1. Allow yourself to feel, to sense, to see, to perceive, relive, re-experience those moments. Hãy cho phép mình được bước vào, được trải nghiệm lại, cảm nhận, hãy lắng nghe và cảm nhận với tất cả các giác quan trên cơ thể của bạn.
giống như look bạn around, đó. Feel around. Hãy nhìn xung quanh nào. Hãy nhận biết mọi thứ xung quanh. Allow yourself to feel, to sense what exactly happened. There are so many different robes, different colored robes, different colors studded with diamonds, pearls, emeralds. Và trong căn phòng này chứa đựng rất nhiều những chiếc áo quần khác nhau, trang phục khác nhau, trang phục có đính đầy đủ kim cương ngọc vàng trên đó. Before you choose this robe, suddenly you look at yourself and you have realized you are wearing a robe which is completely ragged, torn. Và trước khi bạn lựa chọn một trang phục mới cho mình, bạn nhìn lại trên thân mình đang mặc một chiếc áo hoàn toàn đã bị rách rưới. This dirty, torn, ragged robe that you're wearing represents your belief systems of lack and poverty. Và trang phục rách rưới mà bạn đang mặc trên mình này đại diện cho tâm thức nghèo nàn của bạn. And there is a fire in the middle of this chamber. Now your guide, your master, your angel, your goddess is asking you to remove this robe that you are wearing, which represents the limiting belief system of lack and poverty. Và bây giờ vị thầy dẫn đường của bạn, thiên thần thịnh vượng của bạn, nữ thần thịnh vượng giàu có của bạn đang yêu cầu bạn hãy cởi trang phục mà mình mang mặc để bỏ vào một đống lửa thiêng, ngọn lửa thiêng ra trong căn phòng đó. Now this master or guide or goddess is asking you, are you willing? Are you willing to let go of this limiting belief system? Khi đang chứng kiến ngọn lửa này đang thiêu rụi chiếc áo mà mình đã mặc bao lâu nay. With this wisdom, with this understanding, after letting go of those belief systems of lack and poverty, now you can choose this new robe, which is elegant, which is radiant, which is colorful, studded with diamonds, pearls, emeralds, rubies, whichever robe you like, you can choose it. Và với một tâm thức, với sự hiểu biết mới này của bạn, ngay bây giờ khi bạn đã chứng kiến tâm thức nghèo nàn của mình được chuyển hóa với ngọn lửa thiêng, bạn có thể chọn cho mình một trang phục phù hợp với bạn, với kim cương, ngọc ngà, ngọc lục bảo hoặc hồng ngọc. Bạn thích những trang sức nào, hãy hình dung mình thấy nó trên trang phục của bạn. Hãy chọn cho mình một chiếc áo này mặc vào. As you wear this robe, feel that abundance, feeling of abundance. Và khi bạn mặc vào chiếc áo mới này, hãy cảm nhận sự thịnh vượng tràn ngập cơ thể của mình. This new robe represents the transformed, empowering belief systems. Chiếc áo mới này đại diện cho một sự chuyển hóa ngoạn mục trong tâm thức thịnh vượng của bạn, trong niềm tin của bạn. Now in this higher states of consciousness, your guide, your angel, your master or the goddess of abundance will now gift you something from that cave of treasures which represents abundance for you. Và bây giờ trong trạng thái hoàn toàn nhận thức được mọi việc xảy ra xung quanh mình, hãy nhìn thấy vị thầy dẫn đường của bạn, thiên maybe thần a, của bạn đang trao cho bạn một món quà. Maybe it's a diamond or a gold coin or a crystal. Whatever the goddess or the master or guide is offering you, receive it with respect and reverence. Và
Đây có thể là một món quà, một viên kim cương, một viên ngọc, hoặc bước đi đó là gì, hãy đón nhận với tất cả sự tôn kính. This gift represents abundance for you. Món quà này đại diện cho sự thịnh vượng của bạn. Just keep it in your pocket or keep it in your heart, wherever you feel like, so that it stays with you, it becomes one with you. Hãy giữ món quà đặc biệt này trong túi của bạn hoặc nắm giữ trong tay của bạn, để mỗi lần bạn chạm vào, bạn sẽ cảm nhận được sự thịnh vượng này. With this higher understanding, higher wisdom, after letting go of all those limiting belief systems and empowering yourself with this new empowering belief. Và với những hiểu biết mới này, với những trí tuệ thông thái này, bạn đã được cài đặt vào bên trong mình những niềm tin hỗ trợ và truyền sức mạnh cho bạn. Thank the master, thank the guide or the goddess. Và hãy cảm ơn vị thầy dẫn đường của bạn, thiên thần và vị thầy thần hộ mệnh cho sự thịnh vượng của bạn. Receive the blessings. Hãy đón nhận sự chúc phúc từ họ. Feeling so joyful. Với tất cả một cảm xúc hân hoan mới lạ. You can say to the master, to the guide, I'm willing to receive all the abundance into my life. Và một lần nữa, welcome abundance into my life. Hãy khẳng định, hãy nói cho các vị thầy tâm linh, thiên thần và thần thịnh vượng của bạn biết rằng tôi đã sẵn sàng để đón nhận tất cả sự thịnh vượng vào cuộc sống của tôi. Tôi đã sẵn sàng. As the master, as the guide, as the goddess is blessing you with all that abundance, be willing to receive. Và khi vị thầy tâm linh của bạn, khi vị chân sư đang trao tặng cho bạn món quà này, hãy mở rộng trái tim để đón nhận. Allow yourself to receive. Hãy cho phép mình được đón nhận món quà này. Feeling so happy, feeling so joyful. Hãy cảm nhận với một cảm xúc hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập. Thanking the master, thanking the guide or the goddess. Now it's time to take leave. Và hãy cảm ơn các vị thầy của mình. Cảm ơn thiên thần của mình để chuẩn bị chia tay họ. Time to say goodbye for the time being. Đã đến lúc bạn cần chia tay thiên thần của mình. Chỉ là tạm thời mà thôi. Ask the master to give you a message that can help you to stay in the state of abundance always. Và trước khi chia tay, bạn có thể hỏi vị thầy tâm linh thiên thần của mình, hãy cho mình thêm một thông điệp nữa, một thông điệp, một điều căn dặn để tiếp tục hành trình thịnh vượng của mình. Slowly, slowly you can return back to this present moment. Và khi
bạn đã nhận được thông điệp này rồi. Bạn có thể chia tay và từ từ quay trở lại đây. Từ từ quay trở lại đây khi nào bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể slowly. Từ từ thôi. You're returning back to this present moment with this wonderful message and this wonderful gift you have received from the master, a guide, or the guide. Welcome back, my dear friends. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đây. So before the music, maybe we can have few sharings. Trước khi chúng ta bắt đầu có phần nhạc của ban tổ chức thì chúng ta hãy có một vài chia sẻ của một vài bạn được không ạ? Vài bạn chia sẻ trải nghiệm cho tổ chức có thể nhỏ nhạc lại giúp ạ. Yeah. Yeah, Dr. Lakshmi, we have a sharing before we can dance. Yes, okay. Yeah, just few sharing, yeah. Yes, okay. Yeah, thank Dr. Lakshmi. Vâng, ban tổ chức vừa biết cho anh Tuấn ạ. Anh Nguyễn Tuấn ạ. Anh có 2 phút để chia sẻ. Vâng, anh vừa biết ạ. Yes. Vâng, em xin chào tất cả mọi các anh chị và các bạn ạ. Ở lời đầu tiên thì em xin biết ơn, gửi lời chào tôn kính và biết ơn đến thầy cô và tất cả các thầy cô trên Học viện Hà Nội, Học viện Thành Công Zero ạ. Em xin chia sẻ cái trải nghiệm của em ở trong cái quy trình vừa rồi. Thì trong quy trình vừa rồi là một quy trình rất là tuyệt vời đối với em. Khi đứng trên đỉnh núi và em đi xuống bậc thang thì em đã bước vào ngay được một cái tiền kiếp. Đó là một cái hình ảnh một người phụ nữ mặc áo màu nâu đất, rất là rách và bị giặc kéo tay đánh đập. Và mình chứng kiến cái cảnh nhà của mình ấy bị đốt, giặc bị đốt nhà và chồng con đều bị giặc sát hại hết ạ. Đó mà trong cái trình em khóc rất là nhiều. Đấy là một cái trải nghiệm cho em cái cảm xúc nó rất là ấm mức ở trong lòng ấy. Và khi cô dẫn em đến một cái vào hang động ấy, dẫn lời quy trình vào hang động thì em đã trải nghiệm được. Em đi sâu vào hang động rất là tối, đến một cái căn phòng mở cửa ra rất là sáng. Và trong cái căn phòng đó thì rất là nhiều kim cương, rất là nhiều bộ quần áo mới. Khi em đốt cái quần áo cũ đi á, ở trong lòng cảm thấy nó nhẹ nhàng, nhẹ rất là nhẹ nhàng, và khoác trên người một bộ áo mới. Và vị thầy tâm linh trao cho em một viên kim cương nó sáng, và cái nguồn năng lượng nó dội từ khắp đỉnh đầu xuống toàn bộ cơ thể, và em cảm giác nó nhẹ nhàng, nó bay
Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Yes, Dr. Lakshmi. So, Mr. Tung, he shared that he, when he stepped from the mountain to the valley, he stepped into one past life where he saw himself as a woman wearing a brown shirt, a brown blouse, and it was in the middle of the war, and there's an enemy that beaten her up. So in that past life, he was a woman, and they also burned her house, and he witnessed the husband and the children killed by the enemy. So a lot of suffering, and he felt very depressed, and a lot of emotions was, he cried a lot during this experience. When you guided him to step into the cave, then he saw that the cave was very bright, and there are so many diamonds in there, a lot of clothes. And when he put in the, he took off the old clothes to put in the flame, in the fire, then he feel much lighter. Wow. And then when he put on the new one, the new clothes, then the master also gave him a diamond that's very, very bright and very light. Wow. And he feel very, very great, very empowered in this experience. Wow, beautiful, excellent. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúc mừng anh Tuấn ạ. Wonderful, wonderful. Em biết ơn học viện, em biết ơn thầy cô và biết ơn học viện Thành Công Zero rất nhiều ạ. Vâng, em xin cảm ơn và biết ơn rất nhiều ạ. I'm very grateful for this experience. Very grateful to you, our teachers, and also Zero team. Thank you, thank you. Yes. Biết ơn anh Tuấn ạ. Vâng, và ban tổ chức mở mic cho bạn Châu Anh ạ. Vâng, mời bạn Châu Anh ạ. Vâng, em chào tất cả các cô chú anh chị và chào cô ạ. Hôm nay trong buổi thiền em cảm thấy rất là vui. Em cảm thấy như những cái mô thức của mình, những cái bộ quần áo của mình ấy, nó được ngọn lửa thiêng cô dẫn được chuyển hóa. Và em đã nhận được ngọc lực bảo từ người thầy của mình. Điều đấy làm cho em cảm thấy là em được nhận lại ạ. Em cảm thấy đấy là một sức mạnh của năng lượng tính nữ, cho nên là em muốn được nói lên cái sức mạnh của cái tính nữ đấy ạ. Em muốn được tri ân tính nữ của mình và tri ân đến lời dạy của cô. Mỗi người phụ nữ đều là một nữ thần Lakshmi, đúng không ạ? Và đều xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được trân trọng và xứng đáng được tận hưởng những cái điều mà tốt đẹp trong cuộc sống của mình, và buông bỏ đi những cái ký ức hoặc là niềm tin sai lệch để mình có thể chạm đến cái mơ ước của mình trong cuộc sống ạ. Thì đấy là một số cái em muốn chia sẻ. Dạ vâng, em cảm ơn ban tổ chức ạ. Yes, Dr. Lakshmi, I felt very happy in this experience because I received the emerald from my my God, my masters, my spiritual guide. Like I feel like I received back the power of the feminine energy in me. So I also want to appreciate my feminine energy, just like what you have taught us today, that every woman deserves to be appreciated, to be respected, and we need to move on the limiting beliefs so we can have our abundance, because we deserve a great life, to have our dreams come true. So that is what I want to share today. Wonderful, all the best. Yes, xin chúc mừng em Châu Anh. And dear Dr. Last for sharing. Yes, one more sharing, yes. Ban tổ chức mở mic cho em Xuân Hương ạ. Em có 2 phút để chia sẻ. Em xin gửi lời biết ơn đến thầy cô
Lakshmi và ban tổ chức cũng như là ekip hậu sự. Thì sau khi mà cái quá trình bắt đầu á, em không biết là tả nào, nhưng mà em đứng trước cái thung lũng, nhìn xuống cái thung lũng có mây màu vàng, rẽ bên phải là cái cầu thang đi xuống dưới. Khi mà đến đến hai á, là cô có bảo rằng quay về hiện tại hoặc là quá khứ hoặc là tiền kiếp, thì đã có những cái hình ảnh mà ngày xưa bố em đánh em, thế nhưng mà lại nói với hàng xóm rằng là nó đi trèo cây và nó ngã, nó xước này xước kia, chứ không phải là do bố em đánh. Và tiếp theo đó, khi mà cô đến với mổ dẫn em vào cái hang động á, thì là nhìn thấy kim cương vàng và những cái viên thạch anh. Rồi là khi mà nhìn thấy vị thiền sư á, thì em nhìn thấy một vị sư thầy đầu trọc mặc áo màu nâu ngồi ở đằng cuối cái hang động đó và đem đến cho em một, sau khi mà đốt đi cái bộ quần áo cũ của mình á, thì là sư thầy đưa cho em một chiếc nhẫn bạc sáng đính một viên kim cương nhỏ nhỏ đeo vào ngón giữa tay trái của em và trao cho em một cái áo dài màu, một cái áo dài màu trắng bạc, nó hơi ánh bạc á. Và đó cũng là tất cả những cái hình ảnh mà nó xuất hiện trong đầu của em. Em xin cảm ơn cô Lakshmi. Thank you. So Dr. Lakshmi, I want to share that when I climbed from the mountain down to the valley, I saw yellow clouds, and I saw the staircase that take me down, and then I was taken back to a moment where when I was small, my father beaten me up, but my mom told the neighbor that I got these all these wounds because I climbed the tree and I fell off. So that's what happened to me. And then when you asked me to go into the cave, then I saw there is a crystal and diamond in the cave. And I also saw a monk. He was wearing brown cloth and sitting in the cave. And after I burned my own cloth, he gave me a silver ring with a diamond. And, he helped me to wear it into my middle finger. And I also received, he also gave me a silver white cloth so that I can wear it. So that was my experience. Wonderful, wonderful. Excellent. Great. Chúc mừng bạn Xuân Cung. Hattui, one more sharing, maybe from a lady. Yeah, yeah. Cô nói thêm một. We balance. Yes. Yes. Còn thêm một bạn nữ nữa để cân bằng năng lượng nam nữ. Và xin mở mic cho chị Hải Minh ạ. Trước tiên là em rất là cảm ơn cô và cảm ơn Học viện Hero cùng các anh chị trong nhóm cộng sự đã giúp em có một cái buổi học ngày hôm nay. Thì buổi hôm nay nó thiền về tiền kiếp của em đúng như là cái mà em đang mơ ước là em có thể về tiền kiếp cho mình là cái người như nào. Thì hôm nay em đã về được tiền kiếp là em chính là một cái vị tướng lính trẻ của thời Đinh Vũ Lĩnh đang trông coi một cái đỉnh núi ở Ninh Bình. Và cái vị tướng này rất là không màng danh lợi. Thì trong cái buổi trao quà thưởng dành cho các tướng lĩnh trẻ thì cái vị tướng lĩnh này đã không xuống núi để nhận quà mà đang hưởng cái thiên nhiên an ở cái nơi đỉnh núi đấy và không màng lợi, không thèm bổng lộc gì. Thế thì khi trong cái lúc thiền đấy thì cái vị tướng lĩnh này đã quyết định xuống núi và nhận cái bổng lộc của vua ban. Và cái vị tướng lĩnh này là người cuối cùng xuống núi và vào triều đình để nhận quà của vua ban. Thì anh ta cũng chưa có cái cảm xúc gì lắm, và khi mà bắt đầu vào đến hang rồi thì anh ta gặp vị Phật, và vị Phật đấy đã nói rằng là con xứng đáng được, bởi vì con là một cái người rất là thông minh,
và con là cái người mà rất là liêm khiết, nên là ta tin rằng là cái món quà ngày hôm nay là con rất là xứng đáng. Và lúc đấy thì anh ta đã vui vẻ đón nhận cái bộ quần áo đấy và sẵn sàng cái vứt bỏ bộ quần áo đấy đi. Và lúc về thì cái vị Phật đấy còn nói là hôm nay con rất là xứng đáng, nên toàn bộ cái số vàng này ở đây con có thể mang bao nhiêu về cho vợ cũng được. Và anh ta đang rất háo hức là mang về cho vợ anh ấy, bởi vì anh cũng đang chờ một cái, đang rất là háo hức mang về để khoe với cái người vợ của mình. Thì hôm nay là một cái thiền mà cái buổi thiền lúc trước ấy, thì em bị trắng xóa và cứ có một cái gì đấy nó uốn kéo em về phía tay trái. Thì đến cái thiền lần này thì em đã về được đến tiền kiếp. Rất là cảm ơn cô và cảm ơn cộng sự của Zero. Cho bạn Hải Anh hả? Cho Bé hỏi lại một chút, bạn Hải Minh, cho Bé hỏi lại một chút xíu là bạn nói cái lúc mà Phật, vị Phật đưa cho mình cái gì, bạn nói nhanh quá, bên em không kịp. Vị Phật đấy đã trao cho cái vị tướng lĩnh này một cái quà là cái viên ngọc lục bảo màu xanh lam ạ, xanh da trời nhưng mà nó đậm hơn một chút, và anh ta đang rất là đón nhận cái món quà đấy của vị Phật đấy. Và vị Phật đấy còn nói rằng là anh ấy xứng đáng được nhận, bởi vì anh ấy là một cái vị tướng lĩnh trẻ anh minh. Rồi, ok, rồi cảm ơn Hải Minh. Yeah, so I am very grateful for this experience because I always want to go back to my past life to see what happened in my past life. So I had this experience in the meditation. I saw myself as a young general. So like young general in the past, you know, during our own age, that we still have the king. But this general did not care about the reward or anything. And so after we won like a battle, we received gift from the king. So this young general was the last to go into the palace of the king to receive the wars with not much emotions. But when you when we went into the cave, then I saw that the Buddha gives this general an emerald with the colors like green but more blue. Green. Yeah. But it turns more kind of blue, and the Buddha told this general that you deserve to have this because you are a good person. You are like a good general. So the general received it with a lot of gratitude and with, you know, some happiness. So in the meditation before, I only saw very, very blurry, something white, but not clear. But in this one, I felt very clear. Yes. So you deserve. You deserve. Cảm ơn bạn Hải Minh, bạn thật sự xứng đáng đúng không ạ? That's beautiful. That's beautiful. Beautiful message. Wonderful. Yes. Cảm ơn bạn Hải Minh đã chia sẻ. Yes. So, Hatu Yi? Yeah, Dr. Lasmi. Yeah, now, yeah. Thanks for the day. That is beautiful. Thanks. And we can release. Hà Thủy ơi, giọng của em nghe không rõ lắm. Yes. Your voice is breaking, Hà Thủy. Chị ơi, chị nghe rõ chưa? Nó hơi có cái echo, hơi bị bể tiếng chút. Em nói lại nha. Dear Dr. Lasmi. Yes. We can sing together the song thank you for the days and when negative energy and celebrate our achievement today. So Thầy ơi, mình nghe không có rõ lắm, nó bị nhiều cái tiếng bị It's nhiều. Okay. It's okay. Bell. Yes. Now, yeah, now we can play some music and dance and then you can and then Zihiro team can continue with the sharing. Yeah? Yeah. Yes. Yes. Cô nói là mời ban tổ chức